Chào tất cả 500 anh em. Hôm nay mình sẽ làm món bánh pizza siêu to khổng lồ. Đây là vài cái xúc xích siêu to. Đây là túi ngô siêu to. Tí nữa sau này là sốt mazo ngai xe. Đây là tương cà. Tiếp theo đấy là ớt chuông, cà chua, củ cà rốt bé khổng lồ. Đây là một tí bơ này. Đây là quả hành tây. Rồi, ok. Đấy, có một ông anh rất là khá đánh kinh. Đánh không chịu được. Chuyên mà, dân chuyên mà. Máy tí được, giờ xì xoạt thì tí cho ăn. Nhớ. Ok. Hôm nay sửa đồ nhanh lên cái mà. Mẹ mẹ thế nhờ. Được chưa? Bột sắp được rồi đấy anh em ạ. Bột sắp được rồi. Mình bắt đầu cho trứng vào mì. Mì rồi xong rồi đào lên. Ôi ông đặt nhanh lên tôi nhá. Thắng kịp không? Không phải à. Đây ông này đang cái bơ tí là được giờ anh nhầm ông này ông đang ấy phô mai con bò cười mà. Bạn cứ tưởng tượng con bò nó cười như nào thì sau này ấy phô mai đó. Đây là đang ấy cà chua nó mới đủ ai ấy nhá. Rồi bây giờ là ấy là vào đây xong đánh đào đúng không? Đâu đào nhá. Đấy, cà rốt thì cũng phải làm nhỏ ra thôi. Không có gì đâu. Đây là đang đang cà rốt thân nhỏ. Ồ, xinh à. Hey, xong rồi xào. Cái xong xào ngô. Đâu mày à, ăn bơi thôi. Cái ngô này nó có vị chưa? Mình có kiểu là ấy xong chỗ có thừa mình bỏ chiên mình ăn này. Ăn món ngô chiên là gì không? Giống là ngô ngọt á. Tí là đổ, tí là thừa đổ giò vào một chiên. Nhưng anh em thì cứ làm thôi, còn mình có món chè ở đây đó. Mình ăn xong rồi đi ngủ một giấc, đợi anh em làm xong thì ấy. Ồ xong rồi. Nguyên một đĩa gọi là xúc xích cháy. Siêu to, mỗi tội hơi ngắn. Quả này hơi ăn được thôi chứ không làm gì được đâu nhá. Tình hình cũng được đến khoảng độ mấy mươi phần trăm rồi em nhỉ. Em tính khoảng mấy mươi phần trăm rồi. Gần mười mấy. Ôi bây giờ mình còn nửa anh em ạ. Bé rồi kinh nhá. Đây là ra hết vẻ ngoài. Đâu cái này nó đổ. Ông này ông ấy xào ngô cà rốt. Chuyên đầu bếp mà đây là. Đấy thấy anh em thấy chuyên nghiệp. Mình đói lắm rồi đấy. Anh em đói chưa nhở? Đói chưa thì cũng phải đợi xong nhá. Đây là học sinh trường chuyên của thành phố nhá. Nó là tí đỏ đây. Nào, dùng quá, khứa phát. Đầu tiên. Thôi ăn đi. Wow, một tí xúc xích và một thau
không ngô xào sẽ là mình ăn hết. Các bạn chờ xem. Đây là ấy gì nhỉ, cho vào để làm cái gọi là cái đế bánh nhỉ, đúng không? Hay là cái gì chỗ này tại vì cái chả bé quá chứ không, mình định làm cái siêu to khổng lồ, có cái mâm to bằng cái mẹt nữa. Sau một lúc rất lâu thì đã hoàn thành được có một cái miếng bằng cái đĩa. Dạ. Làm được thì đĩa đây. Đây chính là quả nhân mà mình dài. Đây là cái quả, cái quả cà ớt xào với cả quả. Đây đây là quả đế. Nhớ. Đây là quả đế. Đây mới là quả nhân đây nè. Ai chuẩn bị ấy, em lật cho xem đây này. Rồi. Tin không? Anh em có tin tôi không? Anh em có tin tôi không? Không rồi anh em ạ. Anh em tin tôi chứ hả? Không em ạ. Này, tay trái này. Đầu bếp này. Thực ra là tay trái không làm được đâu. Đấy, anh cứ xem đi. Này, sắp thành cái bánh rồi, anh em chờ đi mà xem. Tôi phải lật luôn này. Lật thôi, được rồi nhá. Bán là được rồi nhỉ? Được rồi anh em ạ. Tí nữa tôi cho anh em xem thành quả. Các cháu thấy bằng hầu không? Quả, quả không ạ? Tao bếp chuyên nghiệp quá. Bên đảo bốn nào? Cái này khoảng độ sắp được cái okay, xong xong có phải cho đây, vào chưa? Được chưa? Chưa. Nó lại đâu? Có được không ấy hay là ấy đây? May chứ ăn may thôi, xong để tí nữa. Nào cái này lật thử cái xem mà xem có đào không? Không. Lật lật cái bắn ở ngoài. Cái này là lúc xong cái này tí lật xong rồi được là cho nó vi sóng. Má xuân nè. Ok. Mọi người thấy chưa? Không chuyên nghiệp gì kìa. Vẫn còn xúc xích nữa ở ngoài kia kìa. Thì con tàu kìa. Thì con tàu rồi à. Nó lúc nào bảo được là được. Nó đường nó nóng là bỏ đấy luôn. Chưa một quả thơ điệu nhỉ. Quả cái gì? Chưa làm các bạn ăn. Cay rồi. Không nhớ thằng ạ. Cơn mề. Đấy, các bạn thấy hấp dẫn chưa ạ? Sao sao nhá? Đi lâu rồi ạ. Đây anh. Tôi phải đổ hấp luôn. Dẫn lắm. Khổ cơm. Cái này đây, cái gì cũng hấp dẫn à. Bắt nhạc nha cư. Củ hành to đấy. Xúc xích đây mọi người. Đắp lên. Đại đại đi. Đại rất đẹp nha. Đại như cái gì nhá. Làm được lâu đấy. Mắt 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 mắt. Bạch thanh. Mắt mắt. Ờ đúng rồi, mắt mắt. Mắt mồm. Mồm là cái kia kìa. Mồm mồm. Mồm cái ấy. Mũi. Cái bao giờ lên sẽ phát. Thì như mấy cái đó. Ăn gì đấy. Nó lấy đầu kia. Sao xúc xích lại rơi ấy đấy. Rơi nhặt lên này, rắn lại ăn. Ăn đi. Ai vứt đi tiếc nhỉ. Làm mãi biết sao được luôn rồi thắng. Thắng trang điểm. Ê, nhập make up. Chưa. Em hơi thoải mái đấy. Rồi còn được bao nhiêu thích. Đúng, anh nói thế đấy mà. Sao có bằng tay, không có búa được à? Bà đấy chắc chỉ nhất nhà. Chuẩn.
Lần này ở đời thứ nào? Đây bây giờ cho lò nướng này à? Ừ, mở quá anh em không nhìn rõ. 15 phút, 150 độ. Không cần bị chửi chơi đâu. Rồi, các bạn hãy đợi một lúc nha. Tại đây, chúng ta đã xong hết rồi nhá. Mời mọi người thưởng thức. Đấy, thế là xong rồi, thưởng thức thôi. Mình không dám để cho mọi người ăn nữa đâu. Đấy, thì chúc mọi người xong rồi làm, các chị em làm, các anh anh làm cho mọi người ăn. Được lắm mà chú. Chúc mọi người làm thành công nhá. Mai. Sau vài phút thảo luận, anh em chúng tôi đã quyết định làm ăn cái đẹp nhất. Trông ngầu đúng không các bạn? Tí nữa tôi sẽ làm quả nhạc của chị không? Nhớ trên đào nhá, đừng quá to quá. Ok. Anh em tôi chuyển nhá. Biết ngay cái to đấy. Ngay cái to nhất. Cái thằng người làm ăn thì to nhất à? Anh em tôi chuyển à. Chú bạn còn miệng à, em tôi bắt đầu chuyến rồi. Xong rồi lại đi bệnh. Bye bye. Bye bye nhá. Ăn đi, ăn đi, chào bác. Ôi, cái gì? Ngon. Quê em không bác?